Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý. Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với huyện Phước Sơn về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Siết chặt công tác quản lý người phương tiện vận chuyển từ vùng dịch về Quảng Nam. Việt Nam tổng hợp thành công thuốc điều trị COVID-19. Thưa quý vị, sáng qua, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có chuyến thị sát kiểm tra tình hình thực hiện dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà giai đoạn 2 và quy hoạch tuyến luồng cửa lở. Cùng đi với đoàn có các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang. Dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà giai đoạn 2 được khởi công vào ngày 8 tháng 11 năm 2018, nhưng do vướng mắc về mặt bằng thi công đã phải tạm dừng từ cuối năm 2019 đến nay. Khối lượng nạo vét đạt khoảng 25% khối lượng thiết kế, tuy nhiên khoảng 1,7 km hiện không thể thi công do vướng sớ hai bên ta luy và nhân dân thôn Long Thạnh Tây, xã Tâm Hải, huyện Núi Thành cản trở, đề nghị xây kè bảo vệ chống sạt lở cho thôn trước khi nạo vét. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai đã tổ chức điều chỉnh dự án, giảm độ sâu và tăng chiều dài tuyến luồng từ 6,2 km lên 11 km để đảm bảo cho tàu 15.000 tấn và tàu lớn hơn lợi dụng mực nước thủy triều để hành thủy. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và các công trình giao thông tỉnh vận động để nhà thầu tập kết thiết bị thi công trở lại, tiến hành thi công và phấn đấu hoàn thành trong năm 2021. Hiện tại, nhà thầu đã tập kết đến công trường một số thiết bị và đang triển khai gia cố bờ bao bãi chứa để đảm bảo tiếp nhận vật chất nạo vét. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thống nhất một số kiến nghị của đơn vị chủ đầu tư như đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất vị trí đổ vật chất nạo vét để sớm triển khai thi công nạo vét đoạn luồng. Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành tập trung đẩy nhanh việc thực hiện công tác bồi thường, đồng thời khẩn trương tổ chức đối thoại, tuyên truyền vận động để nhân dân không cản trở thi công nạo vét đoạn luồng, tăng cường vận động, kiểm tra, giải quyết để các hộ dân tháo dỡ, di dời các loại sớ và dụng cụ đánh bắt, nuôi trồng thủy sản ra khỏi phạm vi thi công, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Cũng trong sáng qua, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh về tình hình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, nay là đường Võ Chí Công. Dự án đường Võ Chí Công vẫn còn 0,6 km đoạn qua thị trấn Núi Thành và xã Tam Quan chưa được bàn giao mặt bằng thi công, ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự án. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi và nói chuyện với một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ những kiến nghị, đề xuất của các hộ dân, đồng thời vận động người dân nên đồng thuận ủng hộ dự án. Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành khẩn trương triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức thi công, chủ trì phối hợp với Trung tâm Bồi thường và Giải phóng mặt bằng Kỳ Hà Chu Lai và các đơn vị có liên quan tổ chức mời vận động giải thích để các hộ đã phê duyệt phương án nhận tiền bàn giao mặt bằng, trường hợp các hộ không thống nhất, hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện ban hành cưỡng chế quyết định thu hồi đất theo quy định. Sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với huyện Phước Sơn, các sở ban ngành liên quan của tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của Phước Sơn 6 tháng đầu năm, đồng thời nghe địa phương kiến nghị một số nội dung về khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu dự họp. 6 tháng đầu năm, tuy chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 với quyết tâm cao. Trong đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách của huyện đạt 165 tỷ đồng, đạt trên 64% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách 220 tỷ đồng, đạt gần 57% kế hoạch giao.
huyện đang tập trung đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, khôi phục hoạt động sản xuất, chăn nuôi sau bão lũ để sớm ổn định đời sống nhân dân, trong đó có 43 trên 166 ngôi nhà bị hư hại được sửa chữa xong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, việc Bộ Quốc phòng đồng ý việc giao hơn 24 hectare đất sân bay Khâm Đức cho thị trấn đã tạo điều kiện cho Khâm Đức mở rộng quỹ đất, cũng như mở ra nhiều tiềm năng phát triển cho vùng đất này, tạo tiền đề sớm triển khai dự án quy hoạch thị trấn Khâm Đức trở thành đô thị loại 4, vùng động lực phát triển kinh tế xã hội phía Tây của tỉnh. Để làm được điều này, trước mắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu huyện Phước Sơn phối hợp với các sở ngành liên quan, nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến giao nhận đất với Bộ Quốc phòng, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung các dự án xây dựng đô thị Khâm Đức vào chương trình phát triển nhà ở của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện Phước Sơn cần tập trung đẩy nhanh tiến độ bố trí đất tái định cư để người dân kịp làm nhà trước mùa mưa bão năm nay. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã có buổi làm việc với Sở Y tế và các ngành đơn vị liên quan để triển khai phương án siết chặt hơn nữa công tác quản lý người, phương tiện vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch về Quảng Nam. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Sau 42 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, đến ngày 20 tháng 6, ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 tại huyện Duy Xuyên là F1 có nguồn lây từ thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nắm bắt thông tin các ca bệnh, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, tiếp tục tăng cường giám sát, nhất là trong việc giám sát các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh dương tính, các trường hợp F1, F2, khoanh vùng xử lý triệt để theo quy định. Công tác kiểm dịch y tế siết chặt hơn nữa tại sân bay Chu Lai, tại cảng Kỳ Hà, cửa khẩu Nam Giang, đặc biệt đối với người về từ địa phương có ca dương tính chưa qua 14 ngày. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân lưu ý đối với quản lý vận chuyển hàng hóa từ vùng có dịch qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố thành lập các chốt tiếp nhận hàng hóa. Đối với hàng hóa từ vùng dịch về thì giao hàng tại điểm giao với đường cao tốc và lái xe các thành viên trên xe phải có kết quả xác nhận đã xét nghiệm âm tính. Thực hiện nghiêm biện pháp 5K, giao hàng xong phải đi ngay, nếu ở lại thì phải cách ly tập trung. Trường hợp lái xe có nhu cầu cách ly, liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Sáng qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tại 63 điểm cầu tỉnh thành trong cả nước về định hướng góp ý dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn năm 2021-2025. Tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thanh Hồng cùng đại diện các sở ngành liên quan tham dự. Hội nghị đã trình bày các dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu của chiến lược hướng đến là khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng, đảm bảo sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ giải pháp của chiến lược là hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Dự thảo chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 thể hiện rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội 13 về lĩnh vực du lịch, cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu, định hướng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Sáng qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước triển khai tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, giám sát cán bộ đảng viên và công tác cán bộ năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tham dự tại điểm cầu Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai giám sát chuyên đề trên toàn quốc đối với các cấp mặt trận. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sắc Thực nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của công tác giám sát trong việc kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, khuyết điểm, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách. Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn các nội dung giám sát chuyên đề, giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp năm 2021. Theo đó, ngoài việc Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên theo dõi giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của chính quyền cung cấp,
Đợt này còn triển khai Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh giám sát Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thời gian giám sát từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, tập trung vào các nội dung, công tác lãnh đạo chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, tiếp nhận phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kết quả giải quyết đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền. Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng hướng dẫn các địa phương cách thức tổ chức giám sát và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề. Thưa quý vị, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa nghiên cứu thành công phương pháp mới trong việc tổng hợp thuốc Favipiravir trong phòng thí nghiệm. Đây là thuốc dành cho điều trị COVID-19. Favipiravir là thuốc có cơ chế hoạt động tương tự như Remdesivir, nhưng được sử dụng ở đường uống và lần đầu tiên được sử dụng chống SARS-CoV-2 ở Vũ Hán. Loại thuốc này cũng được chấp thuận sử dụng ở Ý, Nhật, Nga và một số nước khác. Trong thời gian tới, các nhà khoa học của Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng quy mô quy trình tổng hợp thuốc này và đăng ký bằng sáng chế. Các công bố nghiên cứu cho thấy việc tổng hợp loại thuốc này cần qua 7 đến 8 bước phản ứng. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bước đầu cải tiến phương pháp bằng cách rút ngắn quy trình tổng hợp thuốc chỉ qua 3 bước phản ứng đơn giản và hiệu quả từ nguyên liệu có sẵn trong nước. Nhờ vậy, giá thành hợp lý hơn, phù hợp với điều kiện sản xuất ở Việt Nam. Favipiravir trên thế giới hiện được thử nghiệm lâm sàng trong điều trị COVID-19 đến pha 3, hiệu quả tới 97%. Loại thuốc này được sử dụng trong các trường hợp nhẹ hoặc trung bình, ngăn ngừa bệnh tiến triển đến mức độ nghiêm trọng hơn, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn và giảm gánh nặng điều trị bằng cách rút ngắn thời gian nằm viện. Cục Hàng không Việt Nam dự báo đường bay thường lệ giữa Việt Nam và các nước Đông Bắc Á, châu Âu sẽ hồi phục vào cuối năm. Cục sẽ triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh nếu áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan này đánh giá nửa cuối năm 2021, người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 tăng mạnh tại Việt Nam và thế giới, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm của hàng không Việt Nam như Đông Bắc Á, châu Âu, sẽ đủ điều kiện tạo miễn dịch cộng đồng. Đây là cơ sở từng bước mở lại các đường bay quốc tế vào cuối quý 3 đầu quý 4. Cục Hàng không dự báo thị trường hàng không Việt Nam nội địa cũng sẽ phục hồi từ giữa quý 3, dự báo trên 70 triệu khách. 6 tháng đầu năm nay, khách đi đường hàng không chỉ đạt 26,8 triệu lượt, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế giảm 97%. Tác động của dịch COVID-19 nặng nề nhất không thể không kể đến ngành vận tải hành khách khi nhiều tỉnh thành liên tục áp dụng các yêu cầu hạn chế đi lại của chính phủ. Hàng loạt hãng xe khách chạy tuyến cố định bất động nhiều tháng trời. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, xe khách chở tuyến khách cố định chỉ đạt khoảng 30% so với trước dịch, số xe nằm chờ tại bãi không hoạt động là trên 50%. Xe buýt sản lượng và doanh thu ước đạt 45-50% so với trước dịch, trong khi xe du lịch đạt khoảng 10-15% so với trước dịch, hầu hết số xe phục vụ du lịch phải nằm chờ tại bãi, không hoạt động. Còn xe vận chuyển khách hợp đồng chỉ chạy 20-30%, không riêng vận tải ô tô khách đứng trước bờ vực phá sản, hoạt động của đường sắt cũng lỗ nặng, có nguy cơ dừng hoạt động. 6 tháng đầu năm, doanh thu của Vienna ước đạt 77% cùng kỳ năm 2020 và bằng 53% của năm 2019 khi chưa có dịch COVID-19. Dự kiến trong năm 2021, Vienna lỗ 942 tỷ đồng. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 47 năm 2021 giảm mức thu 30 khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong số này có 29 khoản phí lệ phí đã giảm trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 và bổ sung giảm thêm mức thu một khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiều mức giảm cao. Cụ thể như giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, giảm 20% mức thu phí lệ phí trong lĩnh vực hàng không. Theo thông tư 47, các chính sách giảm phí này được duy trì đến hết năm nay. Ước tính Bộ Tài chính giảm thu 1.000 tỷ đồng từ các khoản phí này.
Thưa quý vị, video clip với chủ đề Việt Nam đi để yêu về với Ninh Bình vừa chính thức ra mắt trên nền tảng YouTube, đưa du khách đến với hành trình đầy cảm xúc tại mảnh đất Ninh Bình. Đây là hoạt động nằm trong chương trình truyền thông hình ảnh Việt Nam trên nền tảng số YouTube do Trung tâm Thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch thực hiện với sự đồng hành hỗ trợ của Google và Vinpearl. Clip có độ dài 60 giây gồm những thước phim sống động và tuyệt vời về Ninh Bình, đó là vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, nhà thờ Phát Diệm, cảnh sắc thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng của quần thể danh thắng Tràng An, Thung Nham, Đầm Vân Lâu. Giá trị văn hóa của những làng nghề truyền thống và không thể thiếu trải nghiệm độc đáo hấp dẫn du khách như ngắm di sản bằng trực thăng, du lịch góp, khai thác sâu về văn hóa, lịch sử và sinh thái, những thế mạnh nổi bật của du lịch Ninh Bình. Clip Việt Nam đi để yêu về với Ninh Bình là hành trình khám phá những danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà thiên nhiên ưu ái cho Ninh Bình. Trong đó phải kể đến di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, vườn quốc gia Cúc Phương, nơi được vinh danh là vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Clip Việt Nam đi để yêu về với Ninh Bình ra mắt vào dịp này nhằm đồng hành hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2021 Hoa Lư, Ninh Bình. Thưa quý vị, sau thành công của lô sản phẩm 69 Sermi Remote lần đầu tiên có mặt tại thị trường Mỹ, tháng 5 vừa qua, Taco tiếp tục xuất khẩu lô 50 Sermi Remote đến thị trường này, bước tiến mới để hiện thực hóa sản lượng xuất khẩu dự kiến tăng gấp 5 lần sau năm đầu tiên xuất khẩu. Không chỉ đầu tư phát triển theo hướng đa ngành, Taco hiện đang tập trung chú trọng lĩnh vực giao nhận, vận chuyển logistics thông qua công ty Thulugi. Chiến lược phát triển này hướng tới không chỉ phục vụ cho cả khu sản xuất hàng trăm hecta tại Chu Lai, mà còn kỳ vọng phục vụ giao thương cho cả khu vực miền Trung, trở thành một trong những cửa ngõ giao thương quốc tế. Sau lô hàng đầu tiên được giao nhận thành công, Taco và Dosse tiếp tục ký kết những hợp đồng lớn trong năm 2021, phát triển các sản phẩm phù hợp và mở rộng thị trường phân phối tại Mỹ. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, hoạt động logistics gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến việc xuất khẩu bị trì hoãn trong nhiều tháng. Sau những nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giao nhận, vận chuyển khả thi, lô hàng 50 Sermi Remote đã được xuất sang Mỹ. Với cái chiến lược của tập đoàn Taco, thì cảng Chu Lai đã có thế mạnh nhất định về nguồn hàng và có thế mạnh nhất định về sự linh hoạt, và trong đó là đầu tư, là chủ động các cái nguồn hàng tập trung về cho cảng Chu Lai, và đặc biệt nó cũng là trung điểm của các cái tỉnh về vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, và cũng là nằm trong cái tuyến về hành lang kinh tế Đông Tây. Ngay từ năm 2016, Taco đã khởi động chương trình logistics với việc đầu tư mở cảng Tam Hiệp, bao gồm các hạng mục mở rộng cầu cảng về phía thượng lưu, mở rộng và nâng cấp hệ thống kho bãi, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Với tổng kinh phí đầu tư đến nay lên đến hơn con số 1.000 tỷ đồng và năng lực tiếp nhận tàu có trọng tải 30.000 đến 40.000 tấn. Một hệ thống kho bãi xưởng được mở rộng với 3 phân khu chức năng riêng biệt cho các loại hàng khác nhau. Cùng với hệ thống hạ tầng nội bộ trong khu phức hợp ô tô, sự kết nối hệ thống giao thông đón đầu khi Chu Lai mở cửa bầu trời cùng với đường bộ, đường sắt và xuyên Việt, từ Chu Lai có thể qua Lào, Campuchia, Thái Lan. Một hệ thống giao thông kết nối dần hình thành, hiện tại hàng hóa bắt đầu từ cảng Chu Lai bằng đường hàng hải có thể đi lại nhiều nước trên thế giới. Hiện nay chúng tôi có 4 cái hãng tàu quốc tế vào cảng Chu Lai hàng tuần. Như vậy là cái khả năng để mà kết nối, để mà xuất khẩu cái hàng hóa tại cảng Chu Lai đi tất cả các cái địa điểm trên khắp thế giới thì hiện nay đang làm rất tốt. Ví dụ như từ khu công nghiệp của V-Ship, người ta thường có cái nguồn hàng đi châu Âu và đi Mỹ. Thế thì tôi có lợi thế là cái hàng linh kiện ô tô về, và cái vỏ rỗng thường là sẽ xuất đi rỗng trước đây. Nhưng bây giờ là đối lưu lại, thì các cái khách hàng tại các cái khu công nghiệp lân cận họ sẽ sử dụng cái vỏ rỗng này, và qua đó là cái chi phí họ giảm hơn. Bên cạnh các tuyến vận chuyển nội địa, cảng Chu Lai kết nối với các tuyến hàng hải quốc tế trực tiếp đến các cảng lớn của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Cảng Chu Lai là trung tâm xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ các doanh nghiệp tại miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ giao thương hàng hóa phục vụ các nguồn hàng từ Nam Lào, Bắc Campuchia về Việt Nam thông qua tuyến hành lang kinh tế Đông Tây.
Thưa quý vị, GRDP 6 tháng đầu năm của Quảng Nam đã đạt đến 11,7%. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2021 có nhiều tín hiệu khả quan. Bài viết bất ngờ tăng trưởng kinh tế trên một tiêu điểm sự kiện báo Quảng Nam số ra hôm nay đi sâu phân tích. Theo thống kê của Cục Hải quan Quảng Nam, 6 tháng qua, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đã tăng 59,4% so cùng kỳ năm 2020, hơn 1,42 tỷ đô la Mỹ, bao gồm kim ngạch xuất khẩu 509,4 triệu đô la Mỹ, tăng 25,3%. Kim ngạch nhập khẩu 911,29 triệu đô la Mỹ, tăng 88%. Không chỉ xuất khẩu, 5 tháng đầu năm, nhiều ngành kinh tế phục hồi khá, trừ khu vực du lịch dịch vụ vẫn chưa thể thoát khỏi sự ảm đạm. Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố 6 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn đã đạt hơn 30.910 tỷ đồng, GRDP tăng đến 11,7%. Tỷ lệ này xác nhận Quảng Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là một trong 9 tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng trên hai con số và đứng thứ 5 cả nước. Theo các phân tích, đột phá mạnh nhất thuộc về khu vực công nghiệp và xây dựng khi tăng đến 33,4%. Con số GRDP tăng đến 11,7% có thể vượt qua dự đoán của cơ quan quản lý. Năm 2020, do tác động của dịch bệnh đã khiến lần đầu tiên trong lịch sử, kinh tế Quảng Nam tăng trưởng âm. Năm 2018-2019, mức tăng trưởng kinh tế cũng chỉ đạt một con số. Vậy nên, mức tăng trưởng 11,7% trong điều kiện nền kinh tế mới vận hành trở lại bình thường đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính xác thực của GRDP. Quý vị quan tâm có thể tìm đọc trọn bài viết Bất ngờ tăng trưởng kinh tế trên báo Quảng Nam số ra sáng nay. Lúa hè thu trà đào ở huyện Núi Thành đã sạ được hơn một tháng, đang trong giai đoạn mạ và đã nhánh. Nông dân đang tập trung chăm bón, phòng trừ sâu bệnh và đảm bảo nguồn nước cho lúa. Đây cũng là nội dung chính được thông tin trong bài viết Phòng trừ sâu bệnh cho lúa hè thu. Vụ hè thu năm 2021, huyện Núi Thành sạ cấy 3.400 ha lúa, đến nay cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, một số vùng do thiếu nước không sản xuất được, nhất là đồng Long Bình, xã Tâm Nghĩa. Theo hướng dẫn của Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Núi Thành, nông dân cần tập trung theo dõi, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh và chuột gây hại cho lúa hè thu ngay từ đầu vụ. Căn cứ vào quy luật phát sinh của các đối tượng dịch hại vụ hè thu, tình hình sâu bệnh chuyển vụ và dự báo thời tiết trong vụ, thì trên cây lúa hè thu có khả năng phát sinh bọ trĩ gây hại từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 trên lúa giai đoạn mạ. Cục bộ trên chân ruộng khô hạn thiếu nước, gieo sạ muộn, bọ trĩ sẽ gây hại mạnh. Cạnh đó sẽ có sâu non, cuốn lá nhỏ gây hại đợt một từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 trên lúa đại nhánh. Sâu keo gây hại từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 trên lúa đại nhánh. Sâu non đục thân đợt một có thể gây hại từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 trên lúa hè thu chính vụ giai đoạn đại nhánh. Nội dung chi tiết sẽ có trong bài Phòng trừ sâu bệnh cho lúa hè thu trên báo Quảng Nam số ra sáng nay. Đến đây thời lượng của chương trình Thông tin ngày mới đã kết thúc. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình Thông tin ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.